Chúng ta đến với trận đấu. Vâng, hôm nay lỗi nhiều quá. Vâng, em xin lỗi tất cả mọi người. Vâng, do ở đây cũng tương đối mệt. Đấy, em cố gắng nói cho chuẩn chỉ hơn. Chúng ta đến với trận đấu 3 trong kèo đấu 33 AC. Tỷ số hiện tại đang là 2-0 dành cho Hồng Anh, dành cho Hoàng Minh Nhi và dành cho cả BB. Chỗ này Đỗ Thánh được nằm ở ngoài cánh đây rồi. Đây là cơ hội để cho các game thủ của Trung Quốc có thể có một chiến thắng ở trong kèo đấu này khi mà mảnh máy của game thủ Tiểu Ngư nằm ở trong cánh. Vâng, khi mà Tiểu Ngư nằm ở trong cánh thì cái sự lợi hại của anh sẽ được nâng lên một cái đỉnh điểm. Vâng, mảnh máy của Tiểu Ngư hai vòi rất vâng thấy từ rất sớm. Một trận anh cho có 5 nông dân quả thôi. Vâng, một pha một vòi, vâng một sân câu một vòi. Một sân câu một vòi đến từ Tiểu Ngư. Một thế bài, và các bạn nhìn thấy một thế bài tương đối trống. Vâng, bài của anh là không phải bài dựa tường. Có một rừng thông. Trái ngư có rừng Nga không? Tôi rất muốn ngư rừng Nga để xem cái cách ngư rừng Nga như thế nào. Màn hình máy của game thủ Đỗ Thánh. Ui, còn Đỗ Thánh voi rất gần nhà. Vâng, 3 voi gần nhà của Đỗ Thánh nhưng anh chết mất một dân. Và game thủ Trung Quốc ép đời cũng bình thường thôi, thậm chí là tương đối kém. Tôi đánh giá là cách ép đời AC là tương đối kém, kém so với top 1. So với top 1 Việt Nam thì anh đánh cách ép đời AC thực sự là kém. Không phải chém gió chứ thực sự là ép đời. Mấy ông này ép đời so với tôi chắc là tôi chấp trước 10 giây. Thật đấy chứ. Bài này à? Bài này nếu như tôi sẽ là bài 27 dân 10 tròn. À không, 10-05. 10 tròn thì chém gió quá. 27 dân 10-05. Bài gỗ đầu gần này, 3 voi về này, quả đầu thấy luôn này. Không có lý do thì mà không ép được 10 sớm ở trong trận đấu này. Vâng, thế bảo Hồng Anh lại dừng à. Vâng, đề nghị các bạn à, không. Vâng, đây là con voi thứ 3. Và có quả phụ, bài 2 hiêu, 3 voi và 1 quả. Vâng, chiếc BS để có thể ăn cả đàn hiêu này. Đỗ Thánh một bài đầu cánh rất ổn. Chúng ta đến với mảnh máy của game thủ Hỏa Thần. Vâng, như vậy là vừa câu voi vừa lùa hiêu. À, sau đó vừa câu voi và vừa đập ăn quả nhưng chết dần. Rất may mắn cho Hỏa Thần là tờ này vâng hơi lằng ngoằng, dần chơi rất nhiều. Cũng là nhiều voi dành cho Hỏa Thần nhưng anh em đợi lỗi mất rồi. Bãi quả cho hai dân ăn thôi. Ăn thêm đàn hiêu nữa, đàn hiêu 7 con. Bài cũng đẹp đấy chứ, 3 vòng 11 quả. Bài đẹp đấy chứ, không phải bài xấu đâu. Nhưng anh đã ép đời tương đối lỗi trận yếu này, 25 dân. Ngừng season và chưa kích được đời. Đầu 80 kích được, phải ép đời cực lỗi của Hỏa Thần. Quay trở lại với bài AC của Tiểu Chính Ngư. 26 dân. Vẫn đang xin dần. Vâng, 27 dân kích đời. Và chuẩn bị có S2. Có Sơn Nga không? Một vài rất trống của anh. Vâng, như vậy là Sơn Nga tôi biết ngay mà. Tôi đã nhìn thấy những cái phong cách thi đấu của Tiểu Thủy Ngư. Vâng, có bài trống như thế này thì kiểu gì anh cũng sẽ Sơn Nga. Và đúng là như vậy. Vâng, vậy trên đường Sơn Nga thấy thêm bãi quả. Không như vậy là anh đánh quyết định đánh tại nhà. Vâng, đi dần xong lại đi về. BB. Một bài anh đánh tại nhà thôi, đánh như này á. Đánh như này á, khả năng anh đi sớm lắm. Không Dương Nga là khả năng đi sớm lắm. Đơn giản bởi bài Hỏa Thần và bài của Đỗ Thánh ép đời rất lỗi. Đây là Đỗ Thánh đi, Hỏa Thần có lẽ xem sau. Đây là Đỗ Thánh, một trận ép trong đầu 10. Không biết bên phía của Việt Nam có ai Dương Nga không. BM và BA đứt kế cướp nhanh. Một trận trong đầu 10 với bài 27 nông dân trừ 1.
cộng dân không? Nhưng mà đã không cộng dân. 14-14. Em đời rất lỗi. Hồng Anh lại điểm số rất cao rồi. Và thời điểm hiện tại thì điểm số cao đó chính là cái điểm số đi dò. Có Sơn Nga không nhỉ? Tôi đang nghi ngờ Sơn Nga lắm. Không biết là Hồng Anh sẽ dâng cánh nào đây. Tôi nghi ngờ thôi, không biết phải dâng A không. Khả năng cao sẽ là dâng A, nhưng cũng có thể là một bài lên đời sớm. Với bài đánh ít dần của Hồng Anh thì sao? 5A dành cho Đồ Thành. Lực khá khỏe, bánh xe. Vâng, thông tin nhận về thì màn hình máy của game thủ Tiểu Thị Ngư dường như bị cái gì đó. Không, đây là hỏa thần. Đầu cánh vẫn đang khỏe nguyên, vâng, 500 thịt dành hỏa thần, nâng cấp, vâng, nâng cấp bánh xe. Báo đầu CA. Vâng, đây là Ngư. Vâng, như vậy là Ngư gặp Hồng Anh. Hồng Anh đúng là bài sương Nga, nhưng đây là những chiêu trò bằng những pha vẩy e của game thủ Tiểu Thị Ngư khiến cho Hồng Anh sẽ không thể ra được những tên cung đỏ của mình. Ba pha vẩy e của Hồng Anh, vâng, ba pha vẩy e của Tiểu Ngư khiến cho vâng bắt được ba con rờ Hồng Anh ở trong tình huống này. Vâng, Hồng Anh, Tiểu Ngư đang muốn bắt con R thứ tư nhưng không được. Vâng, anh đang muốn vẩy e nhốt tất cả con cung R của Hồng Anh ở phía bên trong. Ngư cũng đã có bánh xe. Và tờ đầu tiên chuẩn bị ra, Hồng Anh vẫn chưa có cung R. Một bài mà chỉ số đầu tiên, chỉ số cao có vẻ như là chỉ số đi dò mà thôi. Ngư sẽ đều được tường thứ hai bán hoàng thêm bãi quả. Cung R ra nhưng có tới, vâng, như vậy là 4 con. Không cho đối phương. Vâng, như vậy là Ngư đang có một tình huống vẩy e rất hay. Hồng Anh tên này phế mất rồi. Pha vẩy e của Hồng Anh tương đối phế. Chết hai con. Chết hai con R trong tên Dương A vừa rồi. Vâng, bây giờ thì hai con đấu 5 con. Hồng Anh có quá tự tin hay không? Tên thứ hai của Hồng Anh đã ra, nhưng tên thứ hai của Ngư cũng chuẩn bị ra. Vâng, như vậy cũng mất một con, nhưng tên thứ hai đã ra rồi. Và Hồng Anh tiếp tục bị mất một con dân, một con cung R nữa ở phía bên trong. Vâng, 3-1 dành cho Tiểu Thị Ngư ở trong kèo đấu này. Hồng Anh dâng một tên A tương đối khoai thì dâng đúng vào nhà của Ngư. Tay cung R quá cứng của Trung Quốc. Vâng, tiếp tục lấy mắc. Tiếp tục lấy mắc kẹt những con cung R. Nhưng bây giờ thì ra được rồi. Ngư có ra phải thêm một cái E nữa hay không? 5A đấu với 4A. Và Hoàng Anh đang gặp rất nhiều khó khăn. Những pha điều R cực kỳ hay của Tiểu Thị Ngư. Hồng Anh đi rồi. Hồng Anh dâng A không hiệu quả trận này rồi. Vâng, đáng nghĩa ra anh dâng phải dâng A vào nhà đầu cánh, nhưng lại lên dâng ra vào tít nhà ở phía trong cánh nhà của Tiểu Thị Ngư. Vâng, tiếp tục là thêm một cái nhà BN được vẩy ra. Vâng, bây giờ thì có cả quân của game thủ. Không, không như vậy là chỉ có một mình Tiểu Thị Ngư thôi. Hồng Anh sẽ thua trong tơn này. Thua trong tơn dương A này thì đúng hơn. Ra là một cái nhà bè ở đây thì là tươi luôn. Đúng rồi. Vâng, cung R Hồng Anh tiếp tục nở ra. Vâng, một cái E thôi. Một cái E là nhốt được 3 con cung R của đối phương ở phía trong đấy. Một cái E thôi. Một cái E là nhốt được 3 con cung R. Năm nay của Ngư vẫn đang là 47. Vẫn nãy giờ thì vẫn là 5 nhà bè sóc đều với việc mà ăn hoang thêm một bãi quả. Vâng, Hồng Anh dường như đen ngang cái ra thì phải. Không phải. Không như vậy thì bây giờ thì là 2 con ở bên trong. Hai con bên trong sẽ bị tiêu diệt gọn. Hồng Anh sẽ yếu. Ngư đánh quá kinh nghiệm ở trong một cái đấu mà bị dâng A. Bây giờ thì vẫn là 5 nhà bè sóc đều đến từ Tiểu Thị Ngư. Mặc dù thằng này không quá to, vẫn chỉ là 50 mà thôi. Nhưng anh đang đỡ được những cái tấn công nhà của Hồng Anh. Hồng Anh đang có tình huống hit and run tương đối tốt. Ăn được con dân nào của Tiểu Ngư thì hai con dân đấy. Như vậy là hai nhà trong cánh thì Tiểu Ngư đã có lợi thế. Còn các nhà đầu cánh thì sao? Màn hình máy của game thủ, vâng, Hỏa Thần. Hỏa Thần đang phải chịu tấn công nhà đến từ game thủ BB. BB có trận lên đời sớm hơn Hỏa Thần. Hỏa Thần tránh được 4A. Sau đó thì BB hình như là 5A. Hình như thôi. Nhưng bây giờ thì chưa bay được, chỉ lợi thế hơn một chút xíu. Chưa bay được. Pha điều cùng vào của BB. Hỏa Thần đang tươi mất tay với những tên của này móc máy. BB đang đánh khá tốt trong trận này. BB đang đánh khá tốt. Nhưng tiếp tục là tên cùng vào đều đến từ Hỏa Thần. Vâng, bây giờ thì mới có nhà bè thứ 5. Tiếp tục những pha điều của RB đang đẩy cung lên. Hỏa Thần điều R tươi lỗi. Hai con R của B khiến cho Hỏa Thần rất khó chịu. Nhà
thì không điều. Vừa mới có nhà bè thứ năm nhưng anh mất con dốc của mình rồi. Có khung rờ của Tiểu Ngư sang. Như vậy là Tiểu Ngư đã sang đỡ cho Hỏa Thần ở trong tình huống này. Và Bi không chú ý thì Bi sẽ bắt quân. Đây là hành máy của Đồ Thánh. Đồ Thánh thăm 6x. Vâng, solo với Hoàng My ở trong trận yếu này. Một trận đấu mà ông anh Dương Hà tưới lỗi. Đáng nhẽ ra phải là người Dương Hà vào trong cánh chứ không phải là nhà được. Xin lỗi bạn, đáng nhẽ ra ông anh còn người Dương Hà vào nhà trong và nhà đầu cánh chứ không phải Dương Hà vào nhà trong cánh. Rất đáng tiếc cho anh người của Hồng Anh. Vẫn tiếp tục là nằm nhà bè sóc đều. Nhà của Đồ Thánh trong chuyện này là rất rộng. Nhưng anh là người đang có lợi thế. Quay trở lại với màn hình máy của game thủ Hỏa Thần. Hỏa Thần vẫn đang vô địch. Còn bây giờ thì vòng B thì bắn nổ hết A của Hồng Anh. Bắn nổ hết A của Hồng Anh. Và khó rồi. Đã bắn nổ hết A của Hồng Anh. Bây giờ thì sẽ làm như thế nào? Vâng, gặp tên cái gì đó của mùa 2. Hồng Anh đang có cái gì đó ở gần đây. Bà đánh đắp ruộng kết hợp ăn hoa. Một tên đẩy sang nhà Hỏa Thần dường như là cứu. Hỏa Thần trận đấu này thì lại yếu hơn game thủ. Vâng, Hỏa Thần trận đấu này thì lại yếu hơn game thủ BB. Và một tên sang cứu đến từ Tiểu Thủy Ngư. Vâng, đã cứu thành công. Bây giờ thì ốp lên. Liệu rằng BB có cân được hai trong trận đấu này hay không? Số lượng quân của BB không hề ít. Nhưng nhà của anh vẫn đang chưa mất gì. Hoành vẫn phải giảm được một vài con Cougar. Chơi. Một tên Mừng Ngư đang điều ra. Và đây là 2v1. Chúng ta cũng chuyển sang màn hình máy của Hoàng Tử Hỏa Thần để có cái nhìn toàn cảnh hơn. Màn hình máy của Hỏa Thần tham chỉ là 4x. Nhưng ruộng nương vẫn có, gỗ vẫn đang đào. Nói chung là vẫn đang ổn dành Hỏa Thần. Quay trở lại với Ngư. Ngư tham 55. Kết hợp quân với Hỏa Thần để có thể ốp vào nhà cầu thủ BB. Quay trở lại với hành máy của hành thủ màu 7. Vâng, trận này Đổ Thánh là người khỏe nhất này. Một pha solo thua rồi. Hoàng My trận yếu này solo thua game thủ Đổ Thánh. Mặc dù Hoàng My nhì có một cái bài khá giàu khi tôi thấy quả vẫn còn đang ăn. Đổ Thánh đang đi hai kích cùng. Tờ đấu cùng ở trong nhà của Hoàng My đang giành được thắng lợi. Và đây là tờ đấu 3. Vâng, bây giờ thì là tăng nhà bè thứ 7. Vâng, đập nhà chủ và đập thêm cả nhà bè. Quân của Hoàng My đang ở đâu? Sao ít thế này? Vâng, quân của Hoàng My đang tới ít, anh đang chủ động bỏ nhà và tơn ốp quân vào nhà của game thủ. Không, như vậy là cánh bên kia, mặt bên kia và Hoàng My đi một tơn quân ảo. Nhưng tơn này có hiệu quả hay không đây, mặt bên kia nhưng Đổ Thánh đang không biết. Mặt kia anh đang bắn rất rất nhiều. Một tơn lọt vào đến từ Hoàng My. BC đã có rồi, phát triển tay rất to. Hoàng My có dám vào không? Hai kích R được đẩy lên. Chạy một tơn ruộng, không sao. Một pha vẩy e. Và ốp quân lên nhà game thủ dường như là BB. Hoàng My đã mất. Anh đã mất kích cung đi cổng của mình. Một pha không chú ý của Hoàng My. Bị vẩy e và bắt hết kích cung. Rất đáng tiếc cho BB. Vâng, tăng nhà bè thứ 8. Chiến thắng sẽ dành cho game thủ của Trung Quốc ở trong trận đấu này. Đây là nhà game thủ mùa 2. Hồng Anh quay về đây chắc nhà nhưng đã quá muộn. Khi mà Đổ Thánh đã quá khỏe trong trận này rồi. Hai kích R tròn của game thủ Đổ Thánh. Và Hồng Anh sẽ không lấy có cái cửa gì đỡ ở trong trận đấu này. Hoàng My lại công lên một tơn. Nhưng quá khó khi mà quân thủ nhà Đổ Thánh cũng khoảng tầm 1.5 kích. Màn hình máy của game thủ màu 8. Game thủ Hỏa Thần cũng đang nở lên 61-63. Tiểu Thủy Ngư vâng chỉ là 32. Như vậy là một tơn bị tạt cánh đến từ Hồng Anh. Nhưng hai đồng đội của anh đã quá khỏe rồi. Quay trở lại với mảnh máy của vâng đây là tấn công nhà nhưng tên này cẩn thận không, nhưng mà đã không bị bắt quân, không thì cũng về đến từ BB. Đồ Thánh 109 rất khỏe và công bay nhà game thủ Hồng Anh. Đã công bay nhà game thủ Hồng Anh. Ruộng nương là cực kỳ nhiều, anh cần phải nhiều tay hơn. Cũng là ba cái cùng dành cho Đồ Thánh. Liên tục nó tơn móc máy của Hoàng Mai Nhi. Nhưng mà quân tham này Đổ Thánh đã quá to rồi. Móc máy bây giờ cũng không có quá nhiều hiệu quả. Cẩn thận bị bắt quân tơn này.
Vami đang tập trung điều đó. Một tuần đi quần ảo trên góc 12 giờ đổ xuống. Vami có làm tại nhà không? Đây rồi, đây bãi gỗ của Vami. Hoàng Biếu để ý không? Ui giời ơi, hơn chục con. Vâng, và Hoàng Minh đi rất ảo. Vâng, tân quân ảo của Hoàng Minh hay này. 5 con rờ lọt bên trong nhưng nhà của anh có chú ý không? Hoàng Minh anh có chú ý không? Vâng, chết hết. Không sót con nào. Lọt vào dụng chính ăn được khoảng tầm 4-5 dân. Nhưng ở nhà của anh đã chết khoảng tầm 20 dân rồi. Cứ tưởng là một tuần tươi nhưng không phải. Đồ Thánh đang rất khỏe. Đến với Hỏa Thần. Hỏa Thần 5x ớt vẫn đánh được này. Bi đang khỏe hơn Hỏa Thần. Bi là người khỏe hơn Hỏa Thần. Hỏa Thần tham 5x. Vâng, cứ tưởng như Hỏa Thần vâng Bi sẽ yếu nhưng không phải. Bây giờ Bi lại đang khỏe. Vâng, Bi bây giờ thể đang khỏe. Vâng, vẫn đang đánh. Vẫn đang có thể đánh được. Màn hình máy của Đồ Thánh. Tiểu Thí Ngư. Thí Ngư 37 thôi. Bài của Thí Ngư là rất xấu. Trận đấu này quyết định ngay đánh ở nhà của anh là chính xác. Nhưng đây là tân cũ sổ tôi chết rồi. Tân quần nào rồi. Tân quần ảo của Tiểu Thí Ngư. Vâng, đi từ nhà Hồng Anh sang nhà của game thủ màu 4, game thủ BB. Tân này sẽ là tân rất đau dành cho game thủ BB đây. Nhưng còn cục đỡ AC kiên chân là cực kỳ nhanh. Và tân này thì đối phương chơi luôn chứ không hề xoắn. Vâng, nếu mà bí quá thì có thể chạy. Thôi én thôi. Vâng, tách 3 con R lại để móc máy đối phương. Hồng Anh cũng đang có tân rỉa sân là khá hay. Bay rồi. Vâng, như vậy là chính thức là game thủ vòng màu 2 Hồng Anh đã bay. Quay trở lại với game thủ màu 8. Vâng, màu 8 cũng đang yếu. Nhưng màu 8 đã có tân kết hợp quân với game thủ Đồ Thánh. Đồ Thánh có một tân tạt cánh đánh đầu rất đông cùng gờ. Vâng, hai kích cùng gờ tròn của Đồ Thánh được tạt sang nhà của game thủ màu 4, game thủ BB, người to nhất bên phía Việt Nam ở trong trận đấu này. Và nhà của BB đã bay rồi. Bay rất nhanh, một pha ốc quân cực kỳ bất ngờ của game thủ Đồ Thánh. Vâng, với số lượng quân như thế này thì anh đang bá đạo ở trên cái bản đồ. 8 nhà BA sóc đều. Hoàng Minh lại có tân nếu máy nhưng không thành công. Vâng, có quân hoành sang đỡ nhưng liệu rằng có đỡ được hay không. Quân Đồ Thánh vẫn đang còn là rất rất nhiều. Bì đã bày nhà. Bì đã bày nhà. Vâng, hai nhà ốp trong tờ này không cần có Tiểu Thí Ngư. Nhưng Bì vẫn không thể đỡ được. Thêm Đồ Thánh đang quá to. Bì khoảng tầm gần chục nhà BA. Hoàng Bì vẫn đang có thể có những đơn vị quân để móc máy và cá xỉa. Vâng, như vậy là Bì vẫn đang nhiều quân này. Tờ này chưa chắc đã ốp được đâu. Có được không? Thằng lai của Đồ Thánh tụt xuống còn 108. Cửa thắng thì vẫn đang còn. Bơm một tân đồ cho Tiểu Ngư để Tiểu Ngư có thể hồi. Tiểu Ngư hồi chưa? Tháng 36 thôi. Vâng, Hỏa Thần cũng chỉ là 5x cái này. Vẫn đang tươi. Một trận mà solo thua đến từ cái thủ Hỏa Thần. Có vẻ như đây là một trong những cái điểm yếu của các thủ Trung Quốc khi mà thi đấu kèo đấu solo. Vâng, một trong những điểm yếu của các thủ Trung Quốc trong cái đấu solo AC. Nhưng Hỏa Thần bây giờ thì đang cá hồi với cái tầng lốp nhà cực kỳ ảo diệu của Đồ Thánh. Đến với Đồ Thánh tham hai tủ trong 9x. Anh cần phải quản lại 1 năm. 1 năm Hoàng Nhi vẫn đang có thể sắp được quần. Không biết là làm ăn ở đâu. Thế trận bây giờ vẫn đang có thể đánh được. Mặc dù anh không so tham lai, nhưng mà tôi nghĩ rằng vẫn có thể đánh được. Triển tình yêu thì cân với màu 2. Màu 4 thì cân với màu 7. Còn màu 5 thì cân với màu 8. Vẫn đang cân. Đây rồi, pha đứng cùng của Hoàng Nhi. Nhưng số lượng quân của Hỏa Thần đang vâng của Đồ Thánh đang đông hơn hẳn. Đây, Đồ Thánh đang muốn đấu và anh không điều rờ. Vâng, đây rồi, một vài cái ruộng của Hoàng Nhi. Ham chỉ là 105. Chơi. Đồ Thánh đào một chút vàng rồi anh muốn lên cái bản đồ. Hoàng Nhi dường như sẽ nằm làm trên góc 12 giờ. Hình như vậy, nhưng bởi vì tôi thấy nhà của Hoàng Mi có cái gì đâu nhở. Tại sao Hoàng Mi vẫn phải sóc được một vài con cung gờ để đi quấy cái nhà game thủ Đồ Thánh. Đồ Thánh lại nở rất nhanh với cái việc mà anh đang có quá nhiều ruộng. Không, như vậy là bị resize rồi, khó rồi. Như vậy tỷ số của hắn còn 1-2 dành cho các thủ Trung Quốc. Như vậy Hoàng Mi vẫn làm ăn ở nhà thôi. Đây là những con cung gờ cuối cùng của Hoàng Mi.
phía bên này thì Hỏa Thần có một tân solo thu BB, nhưng cánh bên kia thì Đổ Thánh cũng solo thắng Hoàng Mai Nhi. Chúng ta đến với trận đấu tiếp theo, trận đấu thứ 3. À, trận đấu thứ 4.